thời gian rất là dài. Lê Tứ đã gắn bó với anh Trang Hải rất là nhiều, những vở tuồng cải lương, video, rồi nhiều chương trình, rất là nhiều. Phải nói là nghe anh ra đi, anh em rất là buồn, nhất là anh em đồng nghiệp rất là buồn, rất là thương tiếc cho anh. Thì trước khi hát, Lê Tứ và Hà Như cũng xin gửi lời chia buồn với chị cũng như là các con của anh chị, chia buồn với những người thân. Kính chúc tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc. Thì bây giờ anh Tạ Thiên Tài giới thiệu rồi, mà không biết bây giờ nếu mà hát không có nổi, mọi người bỏ vai giùm, quá trời đuối luôn rồi đó. Bây giờ thì trích đoạn như anh Tạ Thiên Tài giới thiệu là Thiếu Phụ Nam Xương. Và trích đoạn này hai em đi hát show, gặp anh Hải thì cũng hay đờn cho em hát. Thì hôm nay thì những người em, những người đệ của anh, những học trò của anh rất là đông, sẽ đờn cho em ca nghe anh Hải ơi. Hiền thế Trường Lan, tại sao lại như vậy? Tại sao đạt phản bội ta? Tại sao? Trường Lan ơi, đặt chàng nói gì thế không hiểu? Chuyện gì đã xảy ra? Im đi Trường Lan. Giảng ra nè, hãy nghe ta hỏi đây. Trường Lan, 3 năm trường nơi chiến địa sông pha, không lúc nào ta quên vui lòng nhớ con thương vợ nào có ngờ đâu. Vì không chịu nổi gió đông xe lạnh, nàng đã cùng ai âm thầm sẽ gối chia chăn mà dòng phụ ân tình. Trường Lan, nếu không lời trẻ ngây thơ ta dần cho tính lòng lời tôi nói thật sai quá là khó lường, tâm độc thù đâu ta mong sinh tử bao giờ, ta cứ ngỡ rằng bờn giả thiên kinh. Trường Lan ơi, xin chàng hãy nghe thêm nói. Im đi Trường Lan, đừng nói nữa, đã ngược lối và về nhà hỏi trẻ lời tục xưa nay đã. Trời ơi quá mưa, thăm đông nề thề chân cưa trăng xuôi. Lời con trẻ ngây thơ, vô tình gây quá ngực cho mẫu thân. Nhốt à, lời con trẻ vô tâm, không có lòng dối gian ta dài. Những kẻ mặt đất nứt răng tâm, đều lo sẵn lời trẻ. Trời thầm đất dài, cố làm sao bài tỏ quân. Xin chàng hãy chờ tới đêm sẽ có tường trắng đen trong đục mơ. Hãy đi đi, khuất mắt ta một người vợ, một mặt hai lòng. Ta dần ra vô chung khuất mặt ta đi đi. Trường Lan, thiếp đi đây xin dính biệt. Hiền thế, hiền thế, hiền thế ơi, khi ngọn nến thắp lên vừa nhìn bóng cha con chập chờn hiền lên trên vách. Ta chợt hiểu ra chàng gián thu lại là chiếc bóng in trên vách lá, mà nàng chỉ bóng dỗ con khi trẻ đòi cha than khóc vừa đêm trường. Ghen giận đã làm hồn ta tắm tối, không chịu xét suy gây ra đi bị tròn. Con mau đi tìm nàng khắp con, trời ơi dạy lúa đào nàng để dưỡng ở bên trong. Hương khói hay sương đang lòng
mù rung rầy đớn đau nghe buồn ta khóc kiếm chừng nhỏ em giết người giá hiền chính liệt hiền thế ơi ta muốn cha theo đàn không ơi cha con đâu mẹ con đâu con biết đâu con bắt tờ nào mơ trời ơi đừng đi con thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.